Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tô Tổng Tịch nhận lương bao nhiêu? Ngày 17 tháng 8, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Chủ tịch nước Kim Tổng Bí Thư Tô Lâm lãnh lương bao nhiêu một tháng của nhà báo Nguyễn Nhân hiện sống tại Thái Lan. Và đây là hình bài bình luận của nhà báo Nguyễn Nhân trên AFA. Theo tác giả, do không đủ dữ kiện và chuyên môn nên ông không tính được chính xác nhưng theo các quy định công khai thì tối đa có thể vào khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Thực tế có thể không đạt con số này. Tác giả nhận xét, Tô tổ Tổng Tịch đã làm được điều mà không nhân vật nào có được. Đó là ông tập trung những cấp hàm và chức vụ cao đến tuyệt đối trong hệ thống quyền lực của xã hội Việt Nam. Về chuyên môn nghiệp vụ an ninh, ông là giáo sư khoa học an ninh, tiến sĩ luật. Ông là một trong bốn đại tướng công an, trong đó hai người đã qua đời lĩnh vực ông từng phụ trách là lĩnh vực quan trọng nhất với nội bộ, Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an. Ông là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông cũng là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong hệ thống nhà nước. Ông giữ chức vụ cao nhất, chủ tịch nước. Trong hệ thống đảng, ông cũng giữ chức vụ cao nhất, tổng bí thư. Và đây là hình ông Tô Lâm, tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Tác giả cho rằng, đặc biệt nhất và có lẽ cũng là điểm mạnh nhất áp đảo các ứng viên chức tổng bí thư khác là ông cả đời lặng hợp trong ngành công an, phụ trách tổng cục an ninh. Vị trí này cung cấp cho ông kho thông tin đặc hiệu khổng lồ, cũng như tôi luyện bản lĩnh, lý trí, mạng lưới quan hệ đặc biệt, cùng với đầu óc chiến lược, chiến thuật mà những lãnh đạo xuất thân dân sự không thể có được. Vị trí ấy cũng giúp ông Tô Lâm hiểu và nắm rõ từng đường tơ kẻ tóc của từng người trong hệ thống cán bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, ông bà nói ít có sai. Tác giả ước tính, chức danh Tổng bí thư được hưởng mức lương là 30,42 triệu đồng một tháng, mức lương Chủ tịch nước tương đương với Tổng bí thư cũng là 30,42 triệu đồng một tháng. Lương cấp hàm đại tướng công an là 18,72 triệu đồng một tháng. Các mức lương này bao gồm trợ cấp, phụ cấp khác. Vẫn theo tác giả, để tính thật chính xác khoản lương cộng phụ cấp mà Chủ tịch nước, Tổng bí thư, đại tướng Tô Lâm được lãnh hàng tháng sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập nếu có thì phải là người có chuyên môn này. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm tham gia bữa tiệc xa hoa bò giác vàng. Nhưng tác giả thử tính theo các quy định công khai mà ai cũng tìm được, thì Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm được hưởng lương chức vụ của chức Chủ tịch nước, cộng thâm niên vượt khung, cộng mức lương của quân hàm đại tướng, cộng phụ cấp kiêm nhiệm của chức Tổng bí thư phụ cấp kiêm nhiệm chức tổng bí thư bằng 10% của tổng thu nhập mà chức tổng bí thư được hưởng tối đa cho khoảng 6 triệu đồng. Vậy ông Tô Lâm có thể được hưởng 30,42 triệu đồng lương chủ tịch nước cộng với 18,72 triệu đồng lương đại tướng, 5 triệu phụ cấp kiêm nhiệm chức tổng bí thư cộng phụ cấp thâm niên vượt khung tối đa có lẽ trong khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Tác giả dẫn tổng cục thống kê, mức chi tiêu vừa đủ trong một tháng với gia đình 4 người ở Hà Nội là khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, mức chi tiêu cho đời sống chiếm gần 94% trong tổng chi tiêu bình quân của hộ gia đình, gồm chi tiêu cho ăn uống chiếm 46,5%, chi tiêu khác như thuê nhà, chi phí điện, nước, internet, giao thông, học tập, giải trí chiếm 47,4%, chi tiêu cho du lịch sức khỏe 6,1%. Tuy nhiên, tác giả đánh giá mức chi tiêu này chỉ đủ để gia đình sống giản dị, tiết kiệm và phải tính toán rất chi ly, như nấu cơm ăn tại nhà thường xuyên, không mua sắm áo quần đắt tiền và đi du lịch, giải trí bằng TV, Internet là chủ yếu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Tổng Tịch nhận lương bao nhiêu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 3 nhân sự vào ban bí thư. Ngày 16 tháng 8, BBC tiếng Việt loan tin, 3 người được bầu bổ sung vào ban bí thư là ai? Theo đó, ba ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Trí đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm ủy viên Ban bí thư tại hội nghị chiều ngày 16 tháng 8. Với việc bầu bổ số này, hiện tại Ban bí thư có 12 người. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC cho biết, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, quê Hưng Yên, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và là một vị tướng công an. Ông Ngọc đã công tác nhiều năm ở công an thành phố Hà Nội. Tháng 11 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an sau khi Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, ông Ngọc làm cục trưởng cảnh sát, điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Vào tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 3 tháng 6, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức tránh văn phòng Trung ương đảng. Đến ngày 16 tháng 8, ông được bầu bổ sung vào ban bí thư. BBC cũng cho biết, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, quê Hải Dương, trình độ học vấn cử nhân ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông là ủy viên Trung ương đảng khóa 13, là tướng quân đội. Vào tháng 5 năm 2016, ông được bổ nhiệm chức chính ủy quân khu 2 và bí thư đảng ủy quân khu 2. Tháng 4 năm 2021, ông giữ vị trí phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến ngày 3 tháng 6, ông được Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo BBC, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí có trình độ học vấn cử nhân luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Từ tháng 4 năm 2013 tới tháng 4 năm 2016, ông Trí làm Phó trưởng ban nội chính Trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông Trí làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và đây là hình ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lê Minh Trí và ông Trịnh Văn Quyết. Có thể thấy, trong ba người vừa được bầu bổ sung vào ban bí thư này, có đến hai người là đồng hương của ông Tô Lâm. Bởi tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên vốn được tách ra từ tỉnh Hải Hưng. Hơn nữa, Hải Dương là địa bàn trước đây của ông Tô Quyền, bố ông Tô Lâm. Vì vậy, khả năng cao có một số người có quan hệ tình nghĩa với gia đình Tô Lâm ở Hải Dương. BBC giải thích, ban bí thư gồm tổng bí thư, một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và một số ủy viên ban bí thư do ban chấp hành trung ương bầu. Được biết, ban bí thư là cơ quan lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trách nhiệm và quyền hạn của ban bí thư được quy định trong quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của ban chấp hành trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cụ thể ở điều 7 quy định số 80 quy định ban bí thư có quyền quyết định việc quy hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ phòng thăng giáng tước quân hàm cấp tướng khen thưởng kỷ luật miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ quyết định việc kiểm tra giám sát công tác cán bộ theo ủy quyền của bộ chính trị định kỳ báo cáo bộ chính trị những vấn đề về công tác cán bộ do ban bí thư quản lý ủy quyền cho chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội thường trực ban bí thư trong phạm vi lĩnh vực phụ trách quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ diện ban bí thư quản lý, giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức hữu nghị của Việt Nam với các nước. Bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ diện ban bí thư quản lý. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 3 nhân sự vào ban bí thư Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.